Kính chào quý vị đến với chương trình Miền Đông năng động của truyền hình Nhân dân. Thưa quý vị, chuyển đổi số trong lĩnh vực ngân hàng là một trong những nội dung quan trọng của chiến lược chuyển đổi số quốc gia. Thời gian qua tại Miền Đông, với sự nỗ lực của các ngân hàng cũng như sự năng động của người dân, các dịch vụ ngân hàng số thậm chí đã vươn tới những ngõ phố, những quán ăn vỉa hè. Đó là nội dung chính của chương trình Miền Đông năng động ngày hôm nay. Nhưng trước hết, xin mời quý vị cùng chúng tôi điểm qua một số thông tin Miền Đông nổi bật trong những ngày qua. Chỉ 10 ngày sau khi Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tiêu dùng và giải ngân đầu tư công trên cả nước, Thành phố Hồ Chí Minh đã quyết định thành lập tổ công tác tháo gỡ khó khăn cho các dự án. Tổ công tác này được giao cho Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Lê Hòa Bình chịu trách nhiệm nhằm giải quyết các dự án tồn động, vướng mắc trên tinh thần đồng hành cùng doanh nghiệp. Hiện Thành phố Hồ Chí Minh đang có hàng loạt dự án gặp vướng mắc về thủ tục không thể triển khai, trong đó riêng lĩnh vực bất động sản đã có tới 61 dự án cần được tháo gỡ. Từ ngày 10 tháng 5 năm 2021, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV triển khai chương trình ưu đãi miễn phí e-bank chuyển tiền thật nhanh. Theo đó, BIDV miễn tất cả các phí chuyển tiền trong cùng hệ thống BIDV trên kênh ngân hàng điện tử BIDV e-bank. Các doanh nghiệp chưa có tài khoản BIDV cũng có thể đăng ký tài khoản và hưởng chương trình ưu đãi này. Riêng các doanh nghiệp nhỏ và vừa, BIDV dành 600 ưu đãi miễn phí sử dụng phần mềm quản trị doanh nghiệp và kế toán. Những phần mềm này tương thích hoàn toàn với ứng dụng chuyển tiền BIDV eBank. Mặc dù dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, trong 4 tháng đầu năm, Bình Dương vẫn đạt mức xuất siêu gần 3 tỷ đô la Mỹ. Con số này tăng tới 46% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, khu vực kinh tế có vốn đầu tư trong nước xuất siêu gần 1 tỷ đô la Mỹ và khu vực FDI xuất siêu hơn 2 tỷ đô la Mỹ. Trong đó, xuất khẩu vào thị trường Mỹ tăng tới gần 90% so với cùng kỳ. Các sản phẩm xuất khẩu chính của Bình Dương gồm gỗ, hàng dệt may, da giày, máy tính, sản phẩm điện tử và linh kiện. Thưa quý vị, chuyển đổi số ngành ngân hàng đóng vai trò rất quan trọng trong chiến lược chuyển đổi số quốc gia. Là những địa phương đi đầu trong việc chuyển đổi số, lãnh đạo các tỉnh miền Đông như Thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương đều đang hướng đến con số trên 80% dân số có tài khoản thanh toán điện tử theo quyết định 719 của Thủ tướng năm 2020. Vấn đề quan trọng là phải tạo thói quen và sự hứng thú cho người dân ở mọi trình độ bằng các dịch vụ ngân hàng số thật tiện ích, an toàn, dễ sử dụng. BIDV Smart Banking là một trong những ứng dụng đang đáp ứng được yêu cầu đó. Anh Nguyễn Quyết Định có một cửa hàng thực phẩm ở thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Từ đầu năm 2021, ngày càng có nhiều khách hàng muốn thanh toán bằng chuyển khoản ngân hàng. Nhưng công việc bận rộn từ sáng sớm đến sẩm tối khiến anh không có thời gian ra ngân hàng đăng ký tài khoản. Tuy nhiên, khó khăn đó đã được giải quyết khi mới đây anh được biết ngân hàng BIDV đã hỗ trợ cho phép người dùng đăng ký tài khoản trực tuyến ngay trên ứng dụng BIDV Smart Banking mà không cần tới phòng giao dịch. Anh ở đây có trạm thẻ không? Có em. Chuyển được chưa? Cái app BIDV Smart Banking á thì rất là hay. Nó có hai điểm hay thế này này. Tức là thứ nhất là chúng tôi không phải ra ngân hàng mà chúng tôi vẫn ở nhà đăng ký được cái tài khoản của ngân hàng. Chỉ cần gửi ảnh chứng minh thư hoặc ảnh của căn cước công dân cộng với là chúng tôi chụp một cái ảnh khuôn mặt chúng tôi gửi đi là ngân hàng là sẽ cung cấp cho đăng ký cho chúng tôi cái app đấy. Rất là tiện. Thứ hai, cái lợi thứ hai đó là bây giờ khách hàng là dùng chuyển khoản hoặc thanh toán có thể rất là nhiều. Đấy, người ta dùng tiền mặt rất là ít. Đấy, từ khi chúng tôi mà đăng ký cái app BIDV Smart Banking á, thì khách hàng nhiều khi không mang tiền đến đây mua hàng xong chuyển khoản thì chúng tôi hoặc chúng tôi đi nhập hàng cũng không cần phải trả tiền mặt và chúng tôi cũng chuyển khoản từ app BIDV Smart Banking. Tôi thấy rất là hay. BIDV là một trong những ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam tiên phong ứng dụng công nghệ định danh điện tử khách hàng EKIC để giúp những người như anh Nguyễn Quyết Định có thể mở tài khoản ngân hàng và giao dịch hàng ngày mà không cần tới bất kỳ phòng giao dịch nào. Đặc biệt, công nghệ này được tích hợp ngay trên ứng dụng BIDV Smart Banking thế hệ mới của BIDV. Với nhiều tính năng và tiện ích vượt trội, đáp ứng nhu cầu giao dịch đa dạng của các khách hàng,
Bên cạnh việc mở tài khoản trực tuyến, BIDV còn cung cấp các gói dịch vụ trọn gói với giá phí chỉ từ 0 đồng, miễn 100% phí chuyển tiền và nhiều loại phí khác. Cũng đăng ký được ngay trên ứng dụng, tạo động lực cho các khách hàng quen với các dịch vụ ngân hàng tiện ích. Đơn giản nhất là mở một cái tài khoản tại ngân hàng thì chúng ta đều phải đến ngân hàng để làm hoàn thành các cái bộ hồ sơ tương ứng, cộng với lại là đến đây để chúng ta thực hiện một loạt các cái nghiệp vụ để đảm bảo được rằng là chúng ta được mở được cái tài khoản của một cái chủ thể đối với ngân hàng. Thì hiện nay với EKYC thì là chúng ta đang thực hiện cái công tác định danh điện tử và sử dụng cái công nghệ mới. Một cái con số mà chúng ta cũng rất ấn tượng là qua khảo sát hôm nay của IDG đã công bố thì có trên 60%, và ở thậm chí một số ngân hàng khảo sát đã có 80% khách hàng người tiêu dùng tin tưởng vào cái tiến trình chuyển đổi số của ngân hàng và kỳ vọng là cái hệ thống ngân hàng dựa trên nền tảng chuyển đổi số sẽ mang lại lợi ích cho họ. Đây là một cái thông tin vô cùng quan trọng. Chuyển đổi số đã trở thành bước đi tất yếu trong thời đại 4.0. Nắm bắt xu thế này, các ngân hàng đã đầu tư phát triển nền tảng số hóa, mà trong đó, việc triển khai công nghệ định danh điện tử EKYC được xem là tấm vé gửi xe. Cùng với đó, các ngân hàng đã tích cực phát triển hàng loạt tiện ích mới, đem lại sự thuận tiện cho khách hàng. Với BIDV, ngân hàng này đã kết nối với hàng loạt công ty fintech, hơn 1.000 nhà cung cấp với 2.500 dịch vụ nhằm đáp ứng mọi nhu cầu giao dịch trên Smart Banking thế hệ mới. Và những tiện ích đó đang được tiếp nhận, sử dụng hàng ngày trên những con phố, những cửa hàng, thậm chí cả những quán cóc vỉa hè ở miền Đông Nam Bộ. Smart Banking của BIDV rất là dễ đăng ký, dễ cài đặt và rất là thuận tiện trong việc sử dụng chuyển khoản của khách hàng cho mình. Và hiện nay rất là nhiều cái khách hàng của mình có nhu cầu chuyển tiền qua tài khoản để cho thuận tiện trong cái việc chi trả. Theo Ngân hàng Nhà nước, năm 2020, số lượng giao dịch qua Internet tăng hơn 8 lần so với năm 2016, trong khi giá trị giao dịch tăng hơn 25%, đạt 22,4 triệu tỷ đồng. Và với những nỗ lực đầu tư công nghệ từ các ngân hàng, cùng với sự đón nhận tích cực của người dân, tiến trình chuyển đổi số ngành ngân hàng sẽ còn tăng tốc trong thời gian tới. Thưa quý vị, từ xa xưa, ông cha ta đã dùng nhiều loại thực vật để phòng và chữa bệnh, đồng thời bào chế ra những phương thuốc bồi bổ sức khỏe. Để tìm hiểu hơn về tinh hoa của y học cổ truyền, cách chế biến thuốc, khám chữa bệnh của người xưa, Điểm hẹn miền Đông hôm nay xin mời quý vị cùng khám phá bảo tàng y học cổ truyền tư nhân đầu tiên tại Việt Nam. Tọa lạc tại số 41 Hoàng Dư Khương, phường 12, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Bảo tàng y học cổ truyền Phi Tô là nơi lưu giữ hơn 3.000 hiện vật quý của nền y học cổ truyền Việt Nam. Hôm nay thì em tới để tham quan bảo tàng của mình đó chị. Chào mừng em đến tham quan bảo tàng Phi Tô. Ở bên ngoài thì em thấy là bảo tàng mình để biển hiệu là Phi Tô Museum. Thì em không hiểu Phi Tô ý nghĩa là gì chị? Trong chữ Latin thì Phi Tô có nghĩa là thực vật. Nguyên liệu chính để làm thuốc trong Đông Y thì chủ yếu là dùng thảo dược để làm thuốc. Thì để tìm hiểu kỹ hơn về nội dung tham quan của bảo tàng cũng như về y học cổ truyền Việt Nam thì chị sẽ mời em đi tham quan ha. Dạ. Ở bảo tàng này thì có trưng bày bộ sách, nó được coi như là kho tàng với sách Hán Nôm về y học cổ truyền Việt Nam. Thì đặc biệt ở đây có các bộ sách của danh y Tuệ Tĩnh và danh y Lê Hữu Trác. Ví dụ như là trang sách này, cuốn sách này là tên là Nam Dược Thần Hiệu, rất nổi tiếng của danh y Tuệ Tĩnh. Chỉ về các bài thuốc phổ thông đơn giản, tất cả mọi người đều có thể sử dụng được để chữa bệnh cho mình. Còn danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác thì đa phần các cuốn sách cũng phương pháp chữa bệnh. Chị ơi, ở đây thì em thấy là có rất là nhiều các cái dụng cụ để mình bào chế thuốc đúng không ạ? Dạ. Trong Đông y thì sử dụng khá là nhiều dụng cụ để bào chế thuốc, nhưng mà đặc trưng ở đây thì có hai dụng cụ dùng để bào chế thuốc chính: thuyền tán và dao cầu. Dạ. Thuyền tán là dụng cụ hình dáng của nó giống như chiếc thuyền và dùng để tán thuốc, được làm từ nhiều chất liệu khác nhau, sử dụng để nghiền các loại thuốc thành bột mịn để làm thuốc uống. Ở bộ sưu tập này thì có nhiều niên đại khác nhau, có niên đại từ thế kỷ 17, 18, và đa phần bộ sưu tập thuyền tán thì được sưu tầm từ miền Bắc Việt Nam. Quý vị, ở đây thì có một khu vực để mà chúng ta vào để tự tay có thể tán thuốc được.
Tôi nghĩ đây là một địa chỉ rất là thú vị khi mà quý vị đến với Thành phố Hồ Chí Minh. Và thưa quý vị, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết rồi và rất hy vọng là sẽ gặp lại tất cả quý vị trong những chương trình sau. Và cảm ơn sự quan tâm theo dõi của tất cả quý vị và đặc biệt Cẩm Tú xin được cảm ơn Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV đã đồng hành cùng với chương trình.